Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin ngày hôm nay của Tin Mới. Kính thưa quý vị khán giả, chỉ vài ngày sau khi bị siêu bão số 4 tàn phá Trung Quốc đại lục là phải quay cuồng chống chọi với cơn bão Ima, bão số 5 đang ngày càng mạnh lên và tiến vào các tỉnh huyện biển miền Trung và Nam như Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông và Liêu Ninh. Cơn bão số 5 với sức gió hơn 250 km/h đã đổ bộ vào Trung Quốc vào sáng nay. Anh Hoàng Tràn Lưu, người dân thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi gió bão và miêu tả cơn bão tàn phá trên diện rộng. Anh Hoàng, 27 tuổi, liên tục cập nhật tin tức về cơn bão trên WeChat và TikTok cá nhân của mình. Tới 7 giờ sáng ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, anh chia sẻ, chắc chắn là một đêm không ngủ đối với tất cả mọi người ở Giang Tô. Tôi dám chắc chắn nhà của rất nhiều người đã bị một số hư hại. Lát sau anh cập nhật tiếp. Ghê quá, và sau đó là mái nhà của tôi đã bay mất rồi, căn nhà đang bị ngập. Khoảng 1 giờ sau, anh Hoàng xác nhận anh đã được giải cứu. Các báo cáo ban đầu cho thấy cơn bão tàn phá trên diện rộng, anh chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, đến nay chúng tôi đã mất tất cả những gì có thể mua và thay thế bằng tiền. Nỗi lo lớn nhất của tôi là đến sáng chúng tôi sẽ tỉnh dậy với những tin tức về thương tích nghiêm trọng và tử vong do những cơn mưa dai dẳng gây ra lở đất. Sáng nay, trên kênh truyền hình CCTV trực tiếp, người đứng đầu Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ tập trung cứu những người bị mắc kẹt và hỗ trợ thuốc thang cho họ. Ông cũng kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế trợ giúp. Trung Quốc đang phải đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất trong hơn 3 thập kỷ, với gió giật lên đến 240 km/h đã được ghi nhận ở Giang Tô và Chiết Giang tối ngày hôm qua. Các vùng của Sơn Đông, Liêu Ninh cũng phải đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ, theo BBC. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, cây cối đổ rạp, xe tải và ô tô lật nghiêng, hàng trăm ngàn người mất điện khi cơn bão số 5 quần thảo các vùng ven biển xung quanh Trung Quốc và cách bờ biển phía đông của nước này với sức gió sóng thần và mưa lớn. Sức gió kỷ lục, sức gió mạnh nhất từng được ghi nhận ở Trung Quốc được báo cáo tại ngọn hải đăng trên đảo Hangpao đã vượt kỷ lục trước đó ghi nhận là 196 km/h. Đây tạm thời là sức gió mạnh nhất cần được ghi nhận ở Trung Quốc, cơ quan khí tượng Trung Quốc viết trên Weibo và WeChat. Hàng triệu người đã được kêu gọi ở trong nhà khi một người đàn ông, một nhân viên hội đồng 62 tuổi ở Chiết Giang đã thiệt mạng do cây đổ và một phụ nữ trong sự cố riêng biệt ở Trung Quốc bị thương nặng. Ba người cũng thiệt mạng tại Trung Quốc. Theo CP, ở dọc duyên hải nước này, nơi bị bão tấn công sau đó trong 2 ngày, 17 người đã thiệt mạng. Cơn bão hoành hành đã khiến khoảng 10 triệu người Trung Quốc không có điện và buộc các trường học và doanh nghiệp phải đóng cửa. Cơn bão cũng đã gây ra những thiệt hại trên diện rộng, gió mạnh đến độ kỷ lục, xé toạc mái vải của nhà thi đấu ở Thượng Hải, thổi bay một phần của ngọn tháp của một tòa cao ốc và thậm chí lật đổ tháp trung tâm từ một trạm phát điện. Bất chấp sức tàn phá của cơn bão, các nhà khoa học đã cảnh báo không nên vội vàng liên kết mức độ nghiêm trọng của nó với biến đổi khí hậu. Vương Lâm, giáo sư khoa học khí hậu, trường Đại học Bắc Kinh đã viết trên Weibo rằng, trong khi biến đổi khí hậu đang làm cho nước dâng do bão trên biển và lượng mưa cực lớn trong các cơn bão số 5 có nhiều khả năng xảy ra hơn, thì có ít bằng chứng về việc bản thân gió đang trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, các nhà khoa học khí hậu từ lâu đã giải thích rằng hiện tại họ không thể tự liên kết một sự kiện với sự thay đổi khí hậu. Cao Minh Minh là một nhà nghiên cứu bão tại Đại học Bắc Kinh đã nói rằng thiệt hại về người và của có thể sẽ tồi tệ hơn nếu cơn bão tạo thành Tristis. Hiện tượng khí tượng được gọi là đã gây ra một số cơn gió bão gây hại nhất trong các cơn xoáy thuận ngoài nhiệt đới phát triển theo mô hình gió thác của các cơn xoáy thuận đại dương. Đây là hiện tượng thời tiết hiếm xảy ra khi một dải không khí hẹp lao xuống với tốc độ hơn 180 km/h tạo ra một hành lang trên diện rộng từ 10 đến 20 mét. Lần cuối cùng hiện tượng này hình thành ở Trung Quốc là một trận siêu bão năm 2003 cướp đi sinh mạng của 180 người. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, một trận lũ lụt kèm theo lốc xoáy vòi rồng đã đổ bộ vào tỉnh Hà Nam thuộc miền Nam Trung Quốc có tên gọi là cơn lốc Heisi, đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Sáng nay, phóng viên của Nikkei đã kịp thời có mặt và thu thập thông tin tại hiện trường trận lũ kèm lốc xoáy vừa qua.
qua thống kê sơ bộ của các ngành địa phương tỉnh Hà Nam, ảnh hưởng của trận lũ lụt kèm theo lốc xoáy vòi rồng lần này đã khiến tỉnh Hà Nam phải hứng chịu một số thiệt hại khổng lồ, rơi vào con số khoảng 39 tỷ nhân dân tệ. Trận lũ lụt kèm lốc xoáy lần này đã được các nhà khí tượng học phân tích là trận lũ lụt kinh khủng khiếp và được xếp vào một trong những trận lũ lụt lịch sử của Trung Quốc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên dạnh áp thấp bắt đầu xảy ra, các cơn mưa lớn và dông, những cơn gió giật mạnh cấp 12-13 liên tục đổ vào tỉnh Hồ Nam, phía Nam Trung Quốc, làm tốc mái hầu hết các ngôi nhà trong địa bàn tỉnh. Một số căn nhà nhỏ đã có dấu hiệu bị xóa sạch, cây cối dọc đường xá đã bị bay cả gốc, những cành cây lớn nhỏ đều bị bẻ gãy và bị gió lốc cuốn đi bay tứ tung. Đợt mưa kéo dài về liên tục không có dấu hiệu thuyên giảm đã tích trữ một lượng nước ở các con đập thủy điện trên thượng nguồn. Sau nhiều giờ cơn mưa không ngừng, các đập nước đã có dấu hiệu vượt báo động đỏ. Phía các nhà chức trách đã yêu cầu xả nước để ngăn ngừa nguy cơ vỡ các con đập. Lượng nước mưa lớn cộng thêm trận xả đập đã nhấn chìm vùng ngoại ô gần thượng nguồn trong phút chốc, cơn lũ đã đổ về với khối lượng nước và dọc hai bên bờ sông Hồ Nam nhanh chóng dâng cao, nhấn chìm cả một huyện của tỉnh Hà Nam. Các bè cá dọc hai bên sông đã bị cuốn sạch sẽ ra biển lớn, hàng ngàn hecta hoa màu đã bị nhấn chìm dưới dòng nước lũ đục ngầu, gia súc gia cầm cũng không thoát được. Các cơn lũ lớn thay nhau bị cuốn đi trong dòng nước, người dân của địa phương chỉ biết trốn chạy bằng cách leo lên nóc nhà, những đỉnh núi cao, vượt biển qua Đài Loan và vượt qua biên giới Việt Nam-Lào để thoát thân. Một số căn nhà thấp bé thì đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Những cụ già lớn tuổi tay chân không được nhanh nhẹn nên đã mắc kẹt thương tâm lại trong dòng nước lũ. Mặc dù trèo lên được các chỗ cao để ẩn nấp, song người dân phải đối diện với lực gió cực mạnh đã đạt đến cấp 12, cấp 13. Gió có thể cuốn phăng mọi thứ, con đường dành ra sự sống của người dân ở đây đã cứ thế diễn ra trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Ở trên đầu là gió lớn kèm theo lốc xoáy và dưới chân là dòng nước lũ chảy xiết. Người dân Trung Quốc đã lao đao khốn khổ trong 3 giờ đồng hồ dài đằng đẵng. Họ biết họ đã mất hết sạch tài sản, chỉ mong cho người thân có thể sẽ vượt qua được cơn hoạn nạn này. Sau khi cơn lũ kèm lốc cuốn đi qua, người dân hoảng hốt tập trung lại tại nhà văn hóa để tìm người thân. Lúc này, những đội cứu hộ cũng đã bắt đầu có mặt để tiến hành lấy thông tin những người mất tích phục vụ cho tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Khuôn mặt những đứa trẻ may mắn còn sống sót đang vội vã tìm cha mẹ. Những người chồng bế con thơ cũng vội vã đi tìm vợ. Có cặp anh em mồ côi, nay chỉ còn một người. Vâng, kính thưa quý vị, một khung cảnh vô cùng tang tóc đã diễn ra ở tỉnh Hà Nam. Sau khi lấy thông tin những người đã mất và thống kê lại, thì con số người mất tích lên đến 361 người. Đội cứu hộ nhanh chóng vào vị trí tìm kiếm những người đã mất tích. Chỉ sau 3 giờ đồng hồ, người dân nơi xảy ra lũ lụt kèm lốc xoáy đã mất hết toàn bộ tài sản. Số người chết tại hiện trường là 123 người, số người mất tích là 361 người. Hệ thống nước sạch cũng bị phá hủy, các đường dây điện, các đường truyền internet cũng đã bị hư hỏng nặng nề, hàng chục con đường bị xói mòn trầm trọng, có thể khả năng sẽ xây dựng lại hoàn toàn chứ không thể sửa chữa được. Hai trong số 4 cây cầu đã bị lực nước bẻ gãy và cuốn trôi mất tích, hàng ngàn gia súc gia cầm cùng hàng ngàn hecta hoa màu đã bị nhấn chìm và cuốn trôi theo dòng lũ. Toàn bộ ngôi nhà trong khu vực lốc xoáy đi qua đều bị ảnh hưởng không ít thì nhiều, không sụp đổ thì cũng tốc mái nghiêm trọng. Trường học và các trung tâm y tế, trung tâm cộng đồng cũng đã có những hư hại đáng kể, như các công trình kiến trúc của tỉnh cũng đã đổ vỡ. Các cửa kính của bệnh viện cũng bị những vật thể cứng do cơn lốc cuốn bay và đào tạo nên những hư hại nặng nề về tài sản. Hàng ngàn chiếc xe hơi bị cuốn bay đã tụ tập lại ở sân vận động tỉnh Hồ Nam. Đáng kể thêm là một đoàn học sinh tiểu học trên đường đi học về nhà đã không may bị cành nhánh cây lớn va đập và làm bị thương nặng và nhập viện sau cơn bão kèm lốc xoáy lớn lần này. Trước sự kiện thiên tai lịch sử và để lại những hậu quả khủng khiếp như vậy, phía chính quyền các nhà chức trách tỉnh Hồ Nam đã có những động thái và những lời phát biểu gì? Tỉnh Hồ Nam đang tập trung huy động mọi lực lượng, phương tiện để giúp đỡ hướng dẫn khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất. Tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người bị chết, bị thương, gia đình bị thiệt hại nặng trong cơn mưa lũ. Sửa các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, đặc biệt là đang nỗ lực hết sức trong công cuộc tìm kiếm cứu nạn người mất tích.
Được biết, trong 361 người mất tích có 62 người thanh niên và còn lại là người lớn trên 50 tuổi. Công cuộc tìm kiếm dự định sẽ rất khó khăn khi hệ thống điện và Internet đang bị hư hỏng hoàn toàn và khả năng cao 361 người mất tích này đã bị thiệt hại và thi thể đã trôi ra biển theo dòng nước lũ. Tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, sau khi trận lũ diễn ra đã nhiều giờ đồng hồ, nhưng công tác tìm kiếm vẫn không mấy khả quan. Nhiều câu hỏi được đặt ra cho các nhà lãnh đạo cầm quyền quản lý và các bộ ngành khác nhau của tỉnh Hồ Nam. Nhưng nguyên nhân dẫn đến các trận lũ lụt kèm theo lốc xoáy đáng tiếc này, hướng khắc phục hậu quả của trận lũ để lại là sẽ có khoản trợ cấp hay bồi thường thiệt hại nào cho các hộ dân, gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Tự nhiên Lục Hạo trả lời trong buổi phỏng vấn rằng một khối không khí lạnh đã gây ra thay đổi áp suất của các dãy áp thấp và dẫn đến tình trạng mưa lớn cùng lốc xoáy. Vì đây là hướng chuyển làm mục tiêu bất ngờ của cơn bão nên chúng tôi chưa kịp đề phòng. Theo dự đoán, cơn bão sẽ đi về phía Bắc chứ không phải là phía Nam như bây giờ. Bộ trưởng Bộ Môi trường Sinh lý Thái Kiệt cũng đã thông tin đến người dân qua buổi họp báo sẽ là người đứng ra nhận trách nhiệm khôi phục hiện trạng ban đầu của các địa phương bị thiệt hại nặng nề trong khu dân cư, cầu đường, các cơ sở vật chất khác sẽ dùng nguồn kinh phí của nhà nước để sớm có thể đưa cuộc sống người dân trở về ban đầu. Câu trả lời đáng mong chờ nhất của người dân và câu trả lời của đương kim Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ giải quyết những thiệt hại của các cá nhân, tập thể, người bị hại như thế nào. Và đứng trước nỗi đau mất mát của người thân, hàng chục người đã bỏ mạng trong trận lũ, trong đó cũng có một phần trách nhiệm của nhà nước cũng như lượng nước từ đập thủy điện xả xuống đã khiến tình trạng cơn lũ trở nên nặng hơn. Ông Tập Cận Bình phát biểu trên thông tin đại chúng rằng sẽ hạ lệnh cho các địa phương tiến hành bồi thường những khoản thiệt hại lớn cho người dân. Về phía những người đã mất tích trong thiên tai vừa qua, sẽ có người đến thăm hỏi, động viên gia đình. Một sự mất mát lớn đến như vậy, nhưng chỉ nhận lại được những lời nói vô trách nhiệm của ông Tập Cận Bình đã làm cho dân chúng hết sức phẫn nộ. Người dân Trung Quốc vẫn còn chìm đắm trong mất mát đau thương khi tất cả đã mất trắng chỉ sau 3 giờ đồng hồ. Khi nỗi đau này chưa nguôi ngoai, họ đã nhận về những câu trả lời hết sức vô cảm của Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã dấy lên trong lòng họ nguồn năng lượng tiêu cực và dự định sẽ chuyển thành những cuộc biểu tình lớn xảy ra ở tỉnh Hồ Nam trong thời gian này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.